Chú đi làm lại ở xưởng xe rồi. Thằng Phú nó sắp xếp cho chú xong rồi. Còn cái chuyện phẫu thuật của con á, chính xác là ngày nào vậy? Nè, nhỏ này, sao chú nói chuyện mà con không ừ hữu gì hết vậy? Chú đi làm được thì tốt rồi. Còn chuyện phẫu thuật của con á, chú đừng có quan tâm. Con không có làm phẫu thuật nữa đâu. Cái gì vậy? Mày điên hả? Không làm là sao? Tại sao lại không làm? Nói chung là con không muốn làm, chỉ vậy thôi. Trời ơi, cái con nhỏ này. Thôi con có chuyện đi ra ngoài. Chú có ra ngoài thì chú đóng cửa giùm con. Không không, ngồi yên đó. Nói chuyện cho xong, cho đàng hoàng, cho rõ ràng rồi muốn đi đâu thì đi. Chú à, con. Dạ, có chuyện gì vậy chú? Hả? Mày đưa vô đây, mày vô đây. Dạ. Bây giờ nè, tao nói cho mày nghe. Nhỏ này nó nói là bây giờ nó không làm phẫu thuật nữa. Mày có biết chuyện gì không? Liên Đà, có chuyện gì vậy? Chú cho con nói chuyện riêng với ảnh một chút. Chú đi qua nhà bên đi. Ừ, thiệt tình à. Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Tại sao anh lại gạt tôi? Tôi gạt có chuyện gì? Tôi thật là ngu ngốc khi tin trên đời này có cái quỹ từ thiện đó. Ờ, cái đó... Tôi hỏi anh lại một lần nữa, tại sao anh lại gạt tôi? Anh có biết là tôi ghét nhất là người ta gạt tôi hay không? Tôi sẽ không làm phẫu thuật nữa đâu. Tại cô ép tôi làm như vậy thôi. Cái này á là do cô trước mà. Anh, tại sao anh có thể ăn nói ngang ngược như vậy chứ? Tôi nói đúng chứ không nói ngược. Tôi đã làm cho tay cô bị thương tật, giờ tôi muốn chuộc lỗi. Nhưng cô cứng đầu không chịu. Tôi nhìn thấy cô từ một người có tương lai biến thành một người cam chịu lẩn trốn. Tôi không sao chịu được, cho nên tôi bày ra cái kế này thôi. Anh, cô có biết bao nhiêu người muốn có cơ hội để chữa trị phục hồi thương tật của mình nhưng mà không được? Tại sao cô có cơ hội nhưng mà cô lại từ bỏ? Tôi... Đây là cơ hội để cô có thể phục hồi, và cũng là cơ hội để cho tôi chuộc lỗi. Hãy chấp nhận phẫu thuật đi, để thể hiện rằng cô đã hoàn toàn tha lỗi cho tôi. Nhưng mà trước đây tôi đã cầm tiền của anh và hứa là... Số tiền đó không đủ để mua tương lai của một người. Chừng nào cô chưa hồi phục hoàn toàn và chưa tốt nghiệp để trở thành kỹ sư thật sự thì tôi vẫn còn nợ cô. Có phải là tôi không nên cố chấp nữa đúng không? Cô mà cố chấp nữa thì tôi đánh đòn cô đó. Ngon ha, tôi đánh anh á thì có. Để tay của cô lành hẳn đi, tôi mới đánh tay đôi với cô. Nhớ đó nha. Hay không? Chú nói không nghe, trai nói cái nghe liền. Mà thôi kệ, tôi nói sáp vô như vậy biết đâu lại hay. Bởi ta nói nhiều khi mới cũng có cái chuyện chứ. Bởi vậy cho nó... Trình mò nè, Trình mò nè, Trình mò. Làm cái gì vậy trời? Trình mò người ta nói chuyện nè. Trình mò nè. Tú nữ. Cái gì tú nữ? Trời ơi, cái gì? Kêu tú bà tú nữ là tú quá nè. Bà đánh tao kìa. Gì à? Có chuyện gì từ từ nói. Con ơi con, cái ông này càng ngày càng mất nết. Hai đứa bay tâm sự ở trỏng mà chả đứng ngoài này chả rình chả nghe đó. Trời đất, tụi con có tâm sự hồi nào đâu. Nè, tâm sự cái con khỉ mốc á. Thằng Trọng nó đang khuyên con Liên nó đi phẫu thuật. Tôi lo cho cháu tôi, cho nên tôi đứng ra ngoài tôi nghe. Ủa, vậy hả? Nè, bà mà còn lấy chổi bà đánh tôi ăn tôi đủ với bà nghe. Ôi trời ơi, hột gà hột gì còn lộn mà. Quýnh lộn có sao đâu. Thôi về nấu cơm. Vậy, ê, đứng lại. Bà nghe lộn với tôi đã cho bà đi hả? Thôi mà chú. Thôi cái gì mà thôi, tao bữa nay ăn thua đủ với bà nè. Con mẹ kia, đứng lại. Chú à, con mẹ kia. Xin lỗi gì, là do anh tự nguyện tham gia mà. Em nói sao? Em nhận anh với em ngoại tình, rồi đứa con trong bụng là của anh sao? Em biết
Lời đề nghị của em rất là quá đáng, nhưng mà em xin anh hãy giúp em nha. Tại sao? Em đã suy nghĩ kỹ rồi, coi như là em thay ba em trả nợ cho Thu Hồng. Ba em cũng góp phần hại gia đình cổ và chia rẽ cổ với anh Trung. Thì bây giờ em sẽ là người tác hợp cho họ. Em không cần phải làm như vậy đâu Hương à. Em muốn làm như vậy, em muốn anh Trung được hạnh phúc. Cho dù là em không thể có anh, nhưng em vẫn mong anh được hạnh phúc mà. Về chuyện này á, sẽ khiến anh có thể yên tâm mà đi với Thu Hồng. Anh không ngờ em lại yêu anh Trung nhiều đến như vậy. Có lẽ là tại em đã mắc nợ anh. Nếu như em muốn như vậy, anh sẽ giúp em. Anh có thấy hối hận không? Không. Còn em? Em chỉ cảm thấy có lỗi với con của em thôi. Nó đã không có được tình thương và sự chăm sóc của một người cha. Ông ngoại của nó và bác của nó sẽ cố gắng hết sức bù đắp tình thương và sự chăm sóc cho nó. À, ba em đã nói chuyện với anh chưa? Rồi. Anh suy nghĩ sao? Thì đi làm chứ sao? Thất nghiệp ở nhà, lấy gì mà mua quà cho cháu của anh? Em nghe anh nói như vậy á, em cũng thấy yên tâm hơn á. Với lại tình hình sức khỏe của ba em lúc này rất cần có một người bên cạnh để phụ giúp. Hey, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Phải lo giữ gìn sức khỏe của mình là quan trọng nhất đó. Dạ. Để anh phụ với em. Cảm ơn anh. Mình ăn cơm đi. Tụi em và mấy anh em nữa đang canh ở chung cư. Chỉ cần con nhỏ đó có động tĩnh gì thì sẽ lập tức báo về cho anh ngay. Dạ. Ê, coi chừng. Trong hả? Dạ, anh Khải. Em nói chuyện với anh được không? Em vô đi. Uống bia không? Dạ, thôi. Lại là chuyện của anh chị em hả? Anh chị đều có quyết định riêng của mình, em không có quyền xen vô. Em tới đây là vì chuyện công ty. Em về công ty rồi. Nhưng mà không có anh, không có anh Hai, không có anh Tiến,
cho nên không ổn chút nào anh à. Vậy anh Tiến đi đâu? Ba đã điều anh ấy đi Tây Nguyên rồi. Chừng nào anh ta đi? Dạ ba nói anh ấy bàn giao hết công việc xong và phải đi trong tuần này. Em phải giúp chú giám sát chặt chẽ chuyện anh Tiến bàn giao công việc, đừng để cho anh ta có cơ hội phá hoại. Phá hoại? Có chuyện gì vậy anh? Anh và chú đang nghi ngờ anh Tiến có mối quan hệ gì đó với Thu Hồng. Anh đang giúp chú điều tra thì lại xảy ra chuyện anh với Hương, cho nên bị gián đoạn. Ê, tụi bay làm gì đây? Ai thằng bay biến mất cho tao, không đừng trách tao nha. Mày giữ mặt với tao hả? Hả? Đi mày. Cô có sao không? Tôi không sao. Cô có cần báo công an không? Không cần đâu. Alo. Anh đây. Em vừa bị tấn công. Có vẻ như là lão ta đã bắt đầu mạnh tay rồi đó. Hôm qua thằng Khải cho người khử anh, muốn mò mối quan hệ giữa chúng ta. Anh nghĩ anh nên rời khỏi Việt Nam một thời gian, vì lão già đó rất đa nghi. Ba năm qua anh đã biết không ít những chuyện ở Trường Thịnh. Không chừng lão ta sẽ giết lầm hơn bỏ sót đó. Anh đi đi, em không muốn anh xảy ra chuyện gì đâu. Em cũng phải đi đi. Anh sẽ đi khi em đi. Anh đừng lo cho em, lão già đó không làm gì được em đâu. Em đã chuẩn bị hết tất cả mọi chuyện rồi mới về đây. Lần này chẳng những em không bị gì, mà em sẽ còn đường hoàng bước chân vào trong căn nhà đó. Nếu mà em có kế hoạch cho bước tiếp theo như vậy thì anh sẽ lại giúp em. Anh cứ đi đi. Đi đi cho an toàn. Em đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi. Vậy bây giờ anh có thể làm gì cho em trước khi anh đi không? Anh hãy bình yên và rời khỏi đây. Đó là cách anh làm điều tốt nhất cho em rồi đó. Em không muốn chứng kiến thêm một người thân của mình xảy ra bất cứ chuyện gì nữa đâu. Giúp. Dạ, dạ chào anh. Xin lỗi, chị Tề Mai. Cho tôi hỏi có phải nhà của cô Hồng không? Đúng rồi, nhưng Hồng không có ở nhà. Chị tìm Hồng có chuyện gì không? Tôi tới để trả con cho cô ấy. Mấy năm nay, tôi đã giúp cho cô Hồng trông chừng bé đang ở bên Ý. Nhưng hiện giờ tôi đã bảo lãnh con gái của tôi qua. Tôi không thể. Em không ngại đưa con về gặp ba, nhưng em không muốn ba đưa con của em đi xét nghiệm ADN đâu. Đây là con của em và anh. Em chỉ cần anh tin thôi là đủ. Còn người khác không tin em không quan tâm, nhưng em nhất quyết không đưa con đi kiểm tra gì hết. Em yên tâm đi, anh sẽ không để xảy ra chuyện đó đâu. Mình đưa con về gặp ba ha. Anh à, mai anh phải đi tái khám đó. Thằng Trọng nó nói sẽ đi với em và anh. Nó muốn đích thân nó nghe bác sĩ nói về tình hình sức khỏe của anh. Thằng quỷ đó, như biến thành người khác. Nhưng coi như tôi cũng chưa đến nỗi hết phước hết đức. Thằng lớn đi, thằng nhỏ lại đến. Nhưng mà thai nhi càng lớn sẽ càng có nhiều vấn đề xuất hiện. Chị khuyên em nên suy nghĩ lại việc mang thai khi còn có cơ hội. Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi chị à. Bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn sẽ giữ đứa bé lại mà. Được, chị sẽ giúp em. Dạ, cảm ơn chị. Thời gian sắp tới để cho an toàn, em phải tới tái khám mỗi tuần.
chị sẽ cho em một cái bảng theo dõi. Nếu có dấu hiệu gì bất thường, dù là nhỏ nhất cũng phải lập tức nhập viện. Dạ. Phải luôn nghỉ ngơi và giữ cho tinh thần thật thoải mái nha. Dạ. À, mà em nói chuyện này với Trung chưa? Có chuyện gì hả em? Em với anh Trung đã làm thủ tục ly dị rồi. Sao lại như vậy? Chị, em nhờ chị, nếu mà chị có gặp anh Trung á, thì chị đừng có nhắc về chuyện đứa bé này với ảnh nha. Nha chị. Chị hiểu rồi. Em cảm ơn chị. Làm mẹ đơn thân không có dễ đâu. Vì con của em sẽ cố gắng hết sức mà. Dạ, cô nghe đây chị. Gì nữa sao? Anh về nhà thì tốt rồi. Đừng nói với anh là em sẽ ra đi nha. Rồi làm một tờ đưa cho ba thôi. Nếu như vậy là gạt ba rồi. Đâu có phải là gạt. Thật sự bé Đan vẫn là cháu của... Anh hứa với em, anh sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em và con. Sao tự nhiên có ý muốn má đi siêu thị vậy? Chỉ là cái cớ để má con mình dễ nói chuyện hơn. Con lo chuyện thằng Trung nó về nhà đúng không? Bây giờ không chỉ có anh ta mà có Thu Hồng và đứa nhỏ nữa. Thằng Trọng cũng đã về luôn rồi. Má và con không tính toán thì coi chừng đã thừa nay càng thừa hơn. Con đừng có quá hấp tấp mà xảy ra chuyện đó. Dượng con á là người rất là đa nghi. Không, má con mình cần phải chủ động hơn. Chủ động hả? Vậy con muốn làm gì? Chúng ta phải bắt đầu. Với đứa dễ đối phó nhất. Thằng Trọng. Dạ. Thật khốn nạn mà. Tụi nó thì gia đình vui vẻ, còn con Hương... Bác à, bác đừng quá nóng giận kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Con nghĩ bác cháu mình đừng cho Hương biết tới chuyện này, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe của cô ấy. Đáng lẽ bác phải nhận ra con mới là người yêu thương con Hương. Cho dù bác có chọn con thì trong lòng Hương, con mãi mãi chỉ là người bạn thân thôi. Nếu sau này bác có chuyện gì thì con phải hứa với bác là con phải luôn ở cạnh con Hương. Ba đừng có nói như vậy. Hương đang cần có bác bên cạnh. Con hứa với bác đi. Dạ, con hứa với bác. Ừ. Thưa ba, con mới về. À con, ngồi đi con. Dạ. Anh Khải, anh tới lâu chưa? Anh chỉ mới tới một lúc thôi. Con đi đâu mà suốt buổi chiều vậy? Dạ, con đi khám thai định kỳ thôi ba. À, bác sĩ nói sao? Dạ, ba yên tâm đi, con và em bé đều khỏe mà. Ừ. Sau này nếu như mà em có đi, em nói anh chở đi cho. Đừng có đi một mình như vậy. Đúng đó con. Nếu mà con không đồng ý thì chắc là không yên thân với ba, với anh Khải đâu ha. À, biết vậy là tốt đó. Thôi, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Ba lên lầu nghỉ một chút. Khi nào ăn cơm gọi ba nha. Dạ. À. Anh Khải, ba em biết chuyện đó chưa? Chuyện gì em?
Chuyện anh Trung và Hồng có một đứa con đó. Không lý nào em biết mà anh lại không biết. Sao em biết? Em nghe gì mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đó. Ba em có biết không? Thật ra thì anh với bác đang tính giấu em chuyện này vì sợ em buồn. Còn buồn chi nữa ha. Con á, mà họ còn có với nhau, nghĩa là càng không có gì có thể chia cắt được họ. Em nên nghĩ đến cuộc sống phía trước của mình á thì tốt hơn. Em có suy nghĩ tích cực như vậy, thật sự anh cũng rất là yên tâm rồi. Mình không được như vậy. Mình phải mạnh mẽ lên. Mình còn phải đưa đứa con của mình đến thế giới này nữa. Không có gì quan trọng hơn chuyện đó lúc này nữa. Hai đứa đánh nhanh rút gọn rồi về phủ danh nha, công việc cập đầu luôn. Tụi em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà bên khách hàng khó chịu quá, em sợ sẽ bị dây dưa thêm một thời gian. Nhưng mà anh yên tâm đi, tụi em vẫn còn sức để mà phụ anh. Vậy đúng vậy, anh cần tụi em làm gì á thì cứ giao cho tụi em. Cái này là hai đứa tự nguyện đó nha, lát nữa họp xong với ba rồi qua phòng anh họp tiếp. Dạ. Dạ. À, hai đứa có biết nguyên nhân tại sao ba điều anh Tiến đi Tây Nguyên không? Em không biết. Em cũng không biết nữa. Ba. Ba. Dường. Rồi, ngồi đi. Xe kia là khỏi đi giọng luôn á. Dạ thì con không biết đâu nha, chú có nhiệm vụ là tối nay phải mời anh Phú á. Mời cậu Phú như vậy rồi có mời thằng Trọng không ta? Khó xử quá. Ủa, mọi người đâu hết mà để em làm một mình vậy? À, dạ mọi người đang chuẩn bị món ăn ở trong kia. Vậy hả? Dạ. Liên à, chúc em mau chóng bình phục nha. Cảm ơn anh. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới luôn nha. Trời, có đồ ăn rồi nha. Ý ủa, cậu Phú mới tới hả? Dạ con mới tới. Chú, đủ người rồi mình ăn nha. Ăn nha chú. À, khoan, mình còn thiếu một người nữa. Ai rồi? Ai vậy? Ai? Trời tôi. Chào mọi người. Nè Liên, con giỡn với chú hả? Thôi mà chú, bữa giờ con ở đây á, dì Tú cũng giúp đỡ con nhiều mà. Bữa cơm này con không mời á thì kỳ lắm. Con đúng rồi đó. Trời ơi, ở đây tôi là chủ nhà trọ mà, chỗ nào mà có tiệc tùng á, lỗ mũi tôi đánh hơi hay lắm, không mời tôi cũng nhào vô mà. Sao ông liếc ngang liếc dọc gì tôi, để khiêu chiến với tôi hả? Tôi cho ông biết nghe, bữa nay nể mà con Liên tôi đình chiến với ông, ngày mai khiêu chiến tiếp. À, vậy đủ người rồi mình ăn đi ha. À, khoan, mình còn thiếu một người nữa. Ai nữa? Ai? Trời, thằng Trọng hả? Thằng Trọng nó mới báo, nó nói là nó đến không có được. Ủa sao anh ta không gọi cho con gì hết vậy? Trời ơi, con bỏ điện thoại ở trong phòng, điện thoại nó reng rồi không ai nghe, rồi chú mới nghe chú trả lời rồi. Chú à? Vậy là ăn được phải không chú? Ăn đi nha chú. Ăn đi. Phúc đi cậu. Dạ. Nè con. Cảm ơn cậu.
nè, này của Liên nè con. Đó. Dạ. Gấp cho con miếng này nghe. Dạ con mời chú. Ngon quá, ngon quá. Ăn đi con. Ở trong ăn dữ vậy mày. Em không cần đi với anh ra đầu đường đâu. Rồi lát đi bộ vô xa lắm. Có gì đâu, em cũng ra đầu ngõ để mua đồ nữa mà. Cả buổi anh thấy em im lặng, Trọng không đến khiến cho em buồn phải không? Anh nói gì vậy? Em buồn hồi nào? Kẻ đào hoa như Trọng không nghiêm túc trong chuyện tình cảm đâu. Anh khuyên em cẩn thận thằng Trọng. Anh Trọng bây giờ khác nhiều rồi. Có những thứ gọi là bản chất thì có thể che giấu đi chứ không bao giờ thay đổi được. Không, anh Trọng thật sự đã thay đổi rồi. Anh chịu khó tiếp xúc với anh Trọng đi, anh sẽ thấy sự thay đổi ở ảnh. Với lại dù sao á, bản chất của anh Trọng vẫn là người tốt. Người tốt à? Em có biết chính nó đã đánh anh Trọng thương hay không? Anh nói cái gì? Anh không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của em, nhưng anh khuyên em hãy sáng suốt lựa chọn trong chuyện tình cảm. Chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ rồi gọi lại cho anh sau. Vậy nha. Ủa, em ở nhà sao không đến chỗ Liên? Em vừa mới về thôi, chứ lúc nãy em đi gặp khách với ba. Vậy à? Mà anh tối nay có vui không? Cũng được. À, chuyện giảm giá thành lô xe buýt như bên khu chế xuất Thiên Thanh đã đề xuất cho em, em có ý kiến gì không? Anh tính hoài cũng chưa ra được con số. Em đã suy nghĩ rồi. Em muốn mình thay đổi nhà cung cấp một số phụ tùng xe. Mà em có nguồn chưa? Dạ, cũng có về công ty rồi. Chút nữa em sẽ gửi email cho anh, rồi ngày mai mình cùng bàn. Nhưng mà anh, theo kinh nghiệm của anh, chất lượng giữa các nhà cung cấp có chênh lệch quá lớn không anh? Cũng không quá lớn đâu. Đôi khi mọi người thấy giá rẻ quá cũng hay sợ thôi. Nhưng thường các công ty mới ra, vì muốn mở rộng thị trường nên luôn luôn có những ưu đãi rất tốt cho những khách hàng tiềm năng. Em hiểu rồi. À, anh có biết một số nhà cung cấp tốt lắm. Ngày mai chúng ta cùng nghiên cứu thử ha. Dạ được. Dạ chắc em phải đi nghỉ đây. Lúc nãy phụ ba uống, bây giờ cái đầu quay quay quá. Bên Xuyên Á sẽ không ủng hộ chúng ta nữa. Vì vậy con phải xúc tiến ngay việc dây vốn bên toàn cầu đi. Dạ, bà cứ yên tâm, chuyện này con đã sắp xếp hết rồi. Con xin lỗi vì chuyện riêng của con mà ảnh hưởng đến việc chung của công ty. Hy vọng là con chỉ phạm lỗi một lần. Dạ. Dự án sẽ ý đến đâu rồi? Dạ, chắc khoảng cuối tháng này là chúng ta ký hợp đồng. Ừ, vậy thì tốt. Ba. Ừ? Con muốn xin phép ba cho Hồng về đây phụ con dự án này được không? Thôi, để con nhỏ ở nhà chăm lo cho con đi. Nếu cần gì thì con cứ tuyển người khác. Dạ, tại con thấy Hồng là người rất hiểu về dự án này, và cũng là người hiểu rõ nhất đối tác. Con nghĩ nếu như Hồng phụ với con làm dự án này sẽ rất là thích hợp. Sao con nhất định phải có Hồng làm việc cho con hay sao? Dạ, tất cả là vì dự án của công ty thôi. Vậy con đã hỏi ý con Hồng chưa? Dạ con hỏi rồi thưa ba. Hồng sẵn sàng quay lại công ty bất cứ lúc nào. Tụi con cũng đã nhờ gì chăm sóc cho bé Đan giùm rồi.
cái này là cái gì vậy? Nè, đến nơi á rồi báo cho tôi biết liền nha. Ừ. Có cần gì á cứ gọi cho tôi nha. Ừ. Có gì không ổn á cũng phải liên lạc cho tôi nha. Ừ. Nè, sao hôm nay tiết kiệm lời nói với tôi quá vậy? Anh đã đánh trọng thương anh Phú sao? Thì lúc đó thương trường là như vậy. Ngày hôm qua họ có thể là những cộng sự của con, nhưng chỉ cần qua một ngày họ hoàn toàn có thể trở thành cộng sự của kẻ thù của con. Thưa bác, con thấy Xuyên Á có nền tảng vững chắc như vậy, cho nên bọn họ khó có thể mà thâu tóm được. Nó có nền tảng nhiều năm, nhưng cũng nếu con có thể nghệ sản xuất mới nhất thế giới, cho nên chất lượng sản phẩm tuyệt đối không thua các công ty khác. Hiện tại là muốn tấn công vào thị trường của Việt Nam, cho nên là chúng tôi có giá ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng tiềm năng. Dạ, công ty sẽ bàn bạc lại, đôi khi đầu xong có gì sẽ thông báo trong sớm nhất. À, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác. Dạ, tôi cũng hy vọng là vậy. Chào, hẹn gặp lại. Dạ. Em thấy sao? Về mặt kỹ thuật, anh thấy công ty họ rất tốt đó. Em cũng cảm thấy họ rất có thành ý bán hàng. Về mặt kỹ thuật, anh quyết định chọn họ. Em giúp anh quyết định những chuyện còn lại. Nếu được thì mình sẽ ký hợp đồng luôn. Dạ. Anh thật sự rất muốn làm tốt dự án này, để chứng minh cho Dượng thấy anh em chúng ta đã trưởng thành, để Dượng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Anh em tụi mình nhất định sẽ làm tốt mà. Ừ. Em đưa hồ sơ này cho anh Trung giùm anh. Anh có liên lạc với ảnh mà không được. Hồ sơ gì vậy anh? Hồ sơ ly hôn. Chị Hương. Ừ, vẫn khỏe. Mọi chuyện ở nhà và công ty vẫn ổn chứ? Dạ, vẫn bình thường. Ba em rất vui vì có cháu nội. Anh nghĩ là bây giờ trong nhà em là người tỉnh táo nhất, cho nên em phải cẩn thận tất cả mọi chuyện với Thu Hồng. Dạ, em biết rồi. Ờ, thôi, anh về đi. Anh Khải à, anh có thể nói giúp với chị cho em đến thăm chị và cháu của em được không? Em biết đó là cháu của em mà. Với lại anh chị không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh hai đâu. Em tin là rồi sẽ có một ngày chị hai cũng phải nói sự thật cho cháu em biết. Nhưng nếu bây giờ anh Trung không biết được sự thật của tôi, tôi chắc chắn là không muốn từ bỏ nó. Nhưng có những chuyện mình phải biết rút lui đúng lúc. Nhưng cổ đông vẫn còn tín nhiệm anh. Ờ, tôi đã quyết định vậy rồi. Anh hãy ở lại cùng chúng tôi. Nhưng anh khoan hãy nói thông tin này tới các cổ đông. Tôi cần có thêm thời gian để thu xếp. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Ba, ba định để Xuyên Á sáp nhập với ngân hàng khác thiệt hả ba? Ba. Chuyện này nghe qua có vẻ xấu, nhưng thật ra thì là chuyện tốt đó con à. Con đừng có lo lắng. Con thấy mình vô dụng lắm, không có giúp gì được cho ba hết.
nói năng lung tung, không phải là con vô dụng. Mà ba sau mấy chục năm lăn lộn trên thương trường, chỉ mong con có một cuộc sống bình yên, vui vẻ. Chứ ba không muốn con lao vào cái chốn âm mưu với thủ đoạn. Nhưng mà như vậy á, thì tổng quyết cả cuộc đời của ba đã không có ai gìn giữ và phát triển rồi. Ai nói với con Xuyên Á là tâm huyết cả cuộc đời của ba? Con và đứa trẻ sắp chào đời mới là tâm huyết của cả cuộc đời của ba. Chỉ cần hai mẹ con bình yên và hạnh phúc thì mọi thứ còn lại đối với ba đều vô giá trị. Trên đời này chỉ có ba là người thương con nhất thôi. Còn một người nữa chứ, Thiên Khải đó. Anh Khải á, là một người bạn rất tốt. Và là một người đàn ông rất tốt. Ba. Thôi được rồi, ba sẽ không nói gì nữa đâu. Ba đừng có lo cho con nha. Con sẽ mạnh mẽ hơn trước. Con gái của ba sẽ tự lập được mà. Chị Hai đã ký rồi, bây giờ chỉ cần anh ký nữa là có thể nộp lên tòa án. Em có cái giấy đó không? Anh không hề mảy may do dự anh Hai. Tại sao anh phải do dự chứ? Em không thấy là họ đang gấp gáp được ở bên cạnh nhau lắm sao? Anh chỉ mới đi gặp luật sư để hỏi thủ tục thôi, thì họ đã chuẩn bị xong thủ tục cho anh luôn rồi. Có vẻ như sau khi ly dị, chị Hai sẽ không còn chút giá trị nào trong lòng anh hả? Anh biết mình cũng là kẻ có lỗi, nhưng tại sao Hương lại chọn người bạn thân nhất của anh chứ? Rồi anh sẽ quên, nhưng sẽ là thời gian rất dài. Anh rất tiếc sau khi anh với Hương ly dị sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa. Nhưng chị Hai... Em đừng gọi Hương là chị Hai nữa, Hồng nghe được sẽ không vui đâu. Em sao vậy? Có chuyện gì hả em? Anh làm như vậy trước mặt dì Hai chẳng khác nào anh nói em là một người ích kỷ, nhỏ nhen, đi bỏ hết tất cả các đồ của chị Hương ra. Trong khi đó em làm như vậy là vì anh. Em không muốn anh nhìn thấy rồi anh lại đau lòng. Anh đâu có nghĩ gì đâu. Anh nói cho em nghe đi, có phải anh đã cảm thấy hối hận, anh cảm thấy có lỗi với chị Hương rồi đúng không? Em nói cái gì vậy Hồng? Chứ cái cách của anh nói về chị Hương ngày hôm nay không có giống với cái cách nói về một người vợ đã lén lút với người bạn thân của mình, rồi còn tính bắt anh nhận đứa con quan của họ nữa. Trời, mọi chuyện nó không có phải như vậy. Anh nói vậy là sao? Thì thôi, mình bỏ qua chuyện này đi, đừng có nói tới nó nữa được không? Em đã chịu rất nhiều điều tiếng để quay lại với anh. Ai cũng ích kỷ hết, em không có muốn anh một dạ hai lòng. Anh biết rồi, sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy nữa đâu. Hồ sơ ly dị của anh và Mai Hương đã chuẩn bị xong, đợi ngày để ra tòa. Nếu năm xưa ba em và ba của anh không hợp tác lại để hãm hại công ty ba của Hồng, thì Hồng mới chính là vợ của anh chứ không phải là em đâu. Anh nói cái gì vậy? Anh có thể vì cô ta mà nói với tôi những lời như vậy hả? Vậy quá ra 3 năm nay cuộc sống hôn nhân mà tôi... Thank you.
Sức khỏe của em có sao không chị? Tạm thời thì không sao, nhưng nếu tinh thần cứ không ổn định như vậy thì rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Nếu như Hương không mang thai thì có phải là sẽ an toàn cho sức khỏe của Mai Hương đúng không chị? Không được bỏ con em. Em bình tĩnh đi. Em bình tĩnh lại đi. Hương à. Đừng. Hương. Bình tĩnh lại đi. Con em đâu rồi? Con em đâu rồi chị? Con em đâu rồi hả chị? Em bình tĩnh lại đi Hương. Con em không sao. Nhưng mình em có muốn ăn gì không? Anh mua cho. Không, em không ăn gì đâu. Con người đó có đáng phải để em hy sinh như vậy không chứ? Ngồi xuống đây nghỉ nha em. Dạ. Đáng lý ra thì em phải ở lại bệnh viện mới đúng chứ. Em không sao đâu. Em không muốn ba em á phải lo lắng. Nhưng mà lỡ em có chuyện gì thì sao? Em đã nói là em không sao mà. Em đừng suy nghĩ đến chuyện gì rồi. Anh sẽ giúp em giải quyết. Anh sẽ không để cho cô ta yên đâu. Anh đừng có làm lớn chuyện nha. Em không muốn mọi chuyện tới tai ba đâu. Anh biết phải làm sao rồi. Anh Khải à, anh cũng đừng kiếm anh Trung để gây tranh cãi nữa nha. Ảnh bây giờ á sẽ không nghe, không hiểu gì nữa đâu. Anh biết rồi. Lúc nào em cũng tạo chuyện cho anh xử lý hết. Em xin lỗi anh. Khách sáo như vậy là anh giận đấy nha. Em biết á là anh sẽ không bao giờ giận em đâu. Ê, em sao vậy? Anh đưa em vô bệnh viện nha. Mình đi thôi. Em không sao. Em không sao đâu. Con dạ, thưa bác, bị làm sao vậy? Dạ con không sao đâu ba. Con hơi chóng mặt một chút xíu thôi. Sao tự nhiên lại chóng mặt? Đi bệnh viện nghe con. Dạ con không sao thiệt mà. Con mới đi khám định kỳ, bác sĩ nói là con không sao hết á. Không sao mà lại chóng mặt à? Ba, phụ nữ mang thai bị chóng mặt á là chuyện bình thường lắm. Đừng có ráng chịu nha. Dạ con không sao mà. Thôi con vô phòng nghỉ đi. Dạ. Con nhỏ nó làm sao vậy chứ? Dạ Hương không có sao đâu, bác cứ yên tâm đi. Anh thật không ngờ anh Trung lại tệ đến mức như vậy. Hôm nay là còn một chút nữa, Hương và con cô ấy đã có chuyện rồi. Bây giờ chị Hai sao rồi anh? Tạm thời thì không sao, nhưng mà bình thường đã yếu rồi, bây giờ sức khỏe còn yếu hơn nữa chứ. Anh Hai thiệt là. Em hãy khuyên anh Hai của em á, đừng làm cô ấy khổ nữa. Hương ngã gục thật sự đó. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ nói chuyện với anh Hai. Không biết là Thu Hồng muốn dở trò gì mà đi nước cờ này chứ. Không lẽ cô ấy muốn chứng minh anh Hai thật sự làm tất cả mọi chuyện vì cô ấy hay sao? Cô ta muốn đào sâu hơn mối quan hệ bất hòa giữa hai gia đình, để cho Xuyên Á thật sự không còn là nguồn bảo trợ tài chính cho Trường Thịnh nữa. Nếu chị Hương thực sự là người đang bày bảo đó, chị đã không tức giận tới mức như vậy đâu. Chị Hương chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi, để chờ ngày sinh nở. Anh đi cho chị được không? Anh cũng chỉ mong có cuộc sống yên bình cùng với Hồng và bé Đan thôi. Chuyện vừa rồi anh sẽ nói với Hồng bỏ qua. Và anh cũng mong từ đây sắp tới bên phía Hương đừng gây ra chuyện gì nữa hết. Ủa, con đâu rồi em? Má nói là ba muốn ngủ với bé Đan.
Thằng Trọng nó nói ba chuyện bé Đan á, đúng là không sai mà. Anh nè. Ừ? Chuyện đó anh xử lý tới đâu rồi? Thưa ba, lễ ký kết hợp tác với hãng xe bên Ý đã chuẩn bị xong. Sau khi ký kết thì dự án sẽ được triển khai trong tháng sau. Tốt lắm. Còn dự án của hai đứa sao rồi? Dạ, tụi con và bên khách hàng vẫn đang bàn luận ạ. Tới giờ này mà còn bàn bạc là sao? Dạ, tại vì tụi con đã cố gắng hết sức đáp ứng mọi yêu cầu của bên khách hàng, nhưng không hiểu sao họ vẫn lưỡng lự ạ. Dạ, con dám chắc bên đó muốn có phần trăm. Chúng ta không nên... Trương! Có chuyện gì? Ba đang định đào tạo Phú thay cho anh Tiến và Thiên Khải để giúp ba đi lòn cửa sau, có phải không? Không chỉ giúp ba mà giúp cả con với thằng Trọng nữa đó. Ba, trước đây là chuyện của Thiên Khải và anh Tiến, con không thể can thiệp. Nhưng lần này là chuyện của thằng Phú, ba đừng có cho thằng Phú làm những chuyện đó. Đó là những chuyện phạm pháp mà. Chính vì là những chuyện phạm pháp cho nên ba mới để người khác làm. Ba hứa là sẽ bù đắp cho Phú mà. Con yên tâm, ba sẽ không để nó thiệt thòi đâu. Nhưng đó không phải là cách đối xử với nhau. Tuy là thằng Phú không phải là đứa con do ba sinh ra, nhưng Phú là con của dì, mà con của dì cũng như con của ba mà. Như thôi chứ không phải. Con nhất định sẽ khuyên thằng Phú không làm những chuyện này. Vậy con cứ thử đi. Con nên nhớ, thằng Phú là người có nhiều tham vọng hơn con nghĩ đó. Thật không ngờ ngay cả phòng làm việc của ông ta ở công ty cũng bị em cài thiết bị nghe lén. Coi ra anh không bất ngờ lắm với cách đối xử của ông ta dành cho anh. Nhưng ông ta sẽ phải bất ngờ với cái cách mà anh sẽ đối xử lại với ông ta. Anh lại có kế hoạch gì? À, anh nói đi. Anh nhớ là mình là cộng sự với nhau, mà hình như chưa tin nhau thì phải. Mà anh người nào người đó lên kế hoạch rồi tự thực hiện kế hoạch của mình luôn. Đơn giản thôi. Cuộc đời dạy cho em biết là không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ một ai. Nhưng em phải nên nhớ, chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó. Anh sẽ chứng minh cho em thấy em phải tin anh. Bằng cách là bước đầu tiên, anh sẽ loại bỏ trong kế hoạch của chúng ta là thằng Trọng. Bằng dự án sẽ biết à? Một mũi tên trúng hai con nhạn. Loại bỏ Trọng. Và anh sẽ chứng minh cho họ thấy anh là thằng luôn luôn an phận, và sẽ làm tất cả mọi chuyện vì gia đình. Chúc anh thành công. Đây anh. Rồi, chúc mừng lễ ký kết sĩ thành công. Vô. Ừ, vô. Đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Anh hy vọng là dòng xe này sẽ mang lại doanh thu tốt cho công ty. Em tin nữa là sẽ thành công thôi. Tại vì á, xe này á là cái dòng xe đặc biệt được thiết kế để đi trong thành phố. Với lại á, thiết kế bên ngoài với bên trong rất là đẹp. Chưa kể á, máy rất là mạnh mẽ. Mà đây là dòng xe của châu Âu, mà giá thì rất phải chăng nữa. Như vậy là những người mới lần đầu tiên mua xe và những người đang đi dòng xe thấp sẽ quan tâm tới dòng xe này. Chà, bắt đầu hai cậu em của tôi phân tích có nét rồi đó nha. Em cũng phải cố gắng phấn đấu, không để làm cho anh mất mặt chứ. Vô. 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 Hai em hãy cố gắng lên. Anh tin là hai em sẽ tạo được những thành tích vượt trội. Dạ. Ước mong của em là một ngày không xa, ba anh em mình sẽ cùng nhau sản xuất ra một chiếc xe ô tô mang thương hiệu Việt. Nhất định sẽ có ngày đó. Nhất định. Dạ. À phải rồi, sao không thấy Hồng đến chung vui với anh em mình?
Hồng không được khỏe nên xin về trước rồi. Hai người vẫn chưa làm quà hả? Anh thử năn nỉ coi sao. À Trọng nè. Dạ. Chiều nay thay anh xuống nhà máy để ăn mừng với anh em nha. Chiều nay em phải đưa ba đi bệnh viện rồi. Vậy để em đi cho. Vậy giúp anh nha. Vô làm ly nữa đi. Vô. Vô. Có tin vui cho anh. Qua các xét nghiệm cho thấy là sức khỏe anh vẫn còn. Khủng long đang phun lửa. Ta sẽ cho người biết tại sao. Chiêu chiêu chiêu. À, ta đã bị thương rồi. Chết ta rồi. Hai mẹ con ăn trái cây nè. Ta phải chiến đấu tiếp. Chiêu chiêu chiêu. Ta sẽ cho người biết tay. Hử? Hãy xem tới đây. À, ta sợ quá, ta sợ. Dạ. Con ăn trái cây nha. Hãy xem năng lượng của ta. Cho người chết đi. Da, chết ta rồi, nè. Ta bị trọng thương. Con thích ăn cái nào? Con ăn cái gì nè? Hãy xem siêu nhân lỗ của ta đây. Con ăn cái gì nè? Cái này không? Mâm, mâm mâm. Cảm ơn ba đi. Nè, miếng nữa đi. Nè. À. Ê da. Trời, ghê quá vậy. Rồi. Nè con. Anh hai. Khủng long đây, khủng long đây. Khủng long lửa nè. Đầu hàng đây. Em đưa ba đi khám bệnh sao rồi? Bác sĩ Huy nói ba mình bị sao? Nào, uống nha. Uống cạn hết à. Dạ. Dạ. Tôi á thì tôi thích làm việc với những người trẻ tuổi lắm. Tại vì á làm việc chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Cậu mời rượu á thì tôi nhận. Còn cái chuyện hợp tác vui vẻ là phải coi lại. Vì chúng tôi có muốn hợp tác hay chưa thì cũng chưa biết. Đừng nói chi cái chuyện mà vui vẻ hay là không vui vẻ. Dạ. Dạ thưa chú, Trường Thịnh rất là có thành ý muốn hợp tác với Thiên Thanh à. Thành ý? Dạ. Tôi chưa thấy à nha. Dạ thưa. Thôi 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 đi. Đang vui mà cứ uống đi. Đừng có bàn công chuyện nữa. Uống tiếp đi. Dạ nhưng dạ. Mà anh à. Dạ chú nói đúng đó. Đang vui vẻ thì ăn chơi ra ăn chơi. Làm phải ra làm. Hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện ăn chơi thôi. Còn công việc á mình sẽ tính sau, đúng không chú? Ừ. Dạ dự án này đã kéo dài. Thật là mất hứng à. Dạ xin chú cũng đừng có giận. Anh cháu chỉ muốn công việc xong xuôi rồi sau đó mình sẽ vui chơi thoải mái hơn. Chú bỏ qua cho ảnh đi. Cháu sẽ thay ảnh chịu phạt với chú. Cậu muốn chịu phạt thay cho cậu ta sao? Dạ. Sai thì mình phải chịu phạt chứ. Nhưng mà tại anh uống không có được. Tỉnh rồi hả? Thấy trong người làm sao? Dừng xe. Dừng xe. Từ từ từ. Em có sao không? Không sao rồi. Cẩn thận đó. Em muốn nữa cũng được mà. Không sao hết. Không sao. Thôi, để anh đưa em về. Đứng dậy. Đi. Không sao, em uống nữa cũng được. Cẩn thận đó. Không sợ. Không sao. Cẩn thận.
Cẩn thận đó anh. Uống nữa đi anh. Rồi. Mình uống nữa đi anh. Uống nữa là chết đây mà. Mình uống nữa đi anh. Thôi nè. Mình uống nữa đi anh. Nè, em nói bự quá là đánh thức cả nhà bây giờ. Dường thấy em sai như vậy là không hay đâu, hiểu không? Được, em sẽ nói nhỏ. Em sẽ nói nhỏ thôi. Anh à, em xin lỗi nha. Em biết anh chỉ nể mặt ba, anh mới làm việc chung với em. Thôi. Chứ đời nào mà tha thứ cho thằng đập bể đầu mình, có đúng không anh? Em sai quá rồi, nói lung tung cái gì vậy? Em không sao hết á. Anh không tha thứ cũng không sao. Anh có quyền làm như vậy, đúng không anh? Đúng không? Anh có quyền làm như vậy. Trọng à. Nhưng mà coi điều, thằng em này không thích mắc nợ ai, cho nên nhất định nó sẽ trả món nợ này. Nhất định nó sẽ trả món nợ này. Nó không nợ ai. Anh đừng nghĩ gì, em sẽ trả món nợ này cho anh. Em sẽ trả hết. Em không nợ ai. Thằng Trọng nó xỉn hả Phú? Anh nhớ. Dạ. Anh hai, anh đừng nói bậy anh hai. Em chưa bao giờ xỉn nha anh hai. Em chưa bao giờ xỉn. Thôi được rồi, em không có xỉn. Thôi, bây giờ đưa lên phòng nha. Rồi anh em mình nhậu tiếp được không? Nhậu tiếp anh hai. Em đồng ý với anh hai. Thôi rồi. Hôm nay mình chơi tới bến luôn. Rồi. Ba anh em mình chơi tới bến với nhau. Rồi, ba anh em mình đến lên phòng. Nhưng mà anh nhớ một điều. Đi. Em không thích nợ ai. Anh nhớ một điều. Thằng em này không thích nợ ai ha. Đi. Mình nhậu tới bến với anh hai. Rồi. Nhậu. Cẩn thận Trọng ơi. Nhìn nhậu tới bến ha. Được rồi, đi. Hôm nay có chuyện gì mà Rồng đến nhà Tôm vậy ta? Bạn bè lâu năm mới gặp, cái gì mà nói rụng tôm nghe ghê vậy? Nói giỡn thôi. Hôm nay tới đây có chuyện gì không? Hơi vô duyên một chút, nhưng mà chuyện này có liên quan tới tình bạn và việc hợp tác sắp tới của chúng ta. Chứ anh cũng nghe nói là sắp tới bên tôi sẽ thâu tóm Suy Nga. Tôi và Mai Hương đã làm thủ tục ly hôn. Mà nếu như không ly hôn, tôi cũng không bao giờ xen vào những chuyện ở bên đó. Hiểu rồi. À, tối nay có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn với tôi và Hồng nha. Được thôi. Cũng lâu rồi tôi không gặp Hồng. Tôi nhớ là lần gặp cuối cùng với Hồng hình như là 6 năm trước. Nếu vậy tôi chọn địa điểm. Có gì tôi gọi anh sau. Ok. Mời. Chắc là em còn nhớ anh hả? Là anh Huy. Cũng may. Cũng may là không bị em quên lại. Mời vào. Tối nay em sẽ đi ăn tối với anh Trung và Đình Huy. Đó là ai? Là ông chủ của Toàn Cầu, một ngân hàng mà cha con của họ đang tiếp cận để thay cho Xuyên Á. Và cũng là bạn của em và anh Trung. Em muốn phá vỡ mối quan hệ đó à? Đúng. Tối nay anh rủ thêm Minh Trọng nha. Anh biết phải làm gì rồi. Nè, từ từ thôi. Đừng có để cho anh em họ nghi ngờ. Em yên tâm đi, anh biết cách xử lý mà. Chuyện của anh sao rồi? À, anh vẫn đang tiến hành. Nhưng mà anh cũng sợ là hấp tấp quá sẽ bị nghi ngờ. Hay là anh mềm lòng? Em nói cái gì? Không. Chẳng qua là em tình cờ thấy tình cảm anh em thân thiết vào đêm hôm trước, nên em nghĩ là... Yên tâm đi, không cần phải khích tướng anh đâu. Anh biết không nên làm gì và nên làm gì. Hy vọng là như vậy. Hình như sự xuất hiện tối nay của em á khiến cho Hồng... À, không, chị Hồng không vui thì phải. Em nói vậy, vậy chắc anh cũng là kẻ đáng ghét luôn rồi. Biết vậy hồi nãy em với thằng Trọng tránh mặt đi nhà hàng khác. Em nói lung tung, làm cho Phú nghĩ sai rồi kìa. Anh thấy Hồng có gì đâu. Được rồi, anh nói không làm gì thì không làm gì. Nhưng mà thằng cha Quy á, bao nhiêu năm không gặp, cái gì thay đổi
chứ cái mặt điệu điệu không bao giờ thay đổi ha. Cái thằng này bữa nay mắc cái gì mà đụng ai cũng phán xét hết vậy? Em thấy cái này á, Trọng nó nói đúng đó. Nãy giờ ngồi ăn mà thằng Chả cứ liếc nhìn chị Hồng hoài. Anh thấy hai em hình như có ác cảm với cậu Huy thì phải. Sau này chúng ta còn làm việc với nhau dài dài, hai đứa phải biết kiểm soát thái độ của mình một chút. Rồi, em biết rồi. Em tìm gì vậy? Em làm rớt sợi dây chuyền rồi. Thôi được rồi, để anh tìm cho em. Có phải sợi dây chuyền này của em không? Đúng rồi nè, vậy mà em tìm nãy giờ không ra. Anh có thể giúp em đeo nó lên giùm em được không? Sẵn sàng phục vụ ý cô. Em xài mùi nước hoa thật là quyến rũ đó. Thật không? Thật. Không. Có chuyện gì vậy? Hồng làm rơi sợi dây chuyền, tôi tìm giúp cô ấy và đeo cho cô ấy thôi. Vậy à? Tôi thấy hơi mệt, xin phép về trước. Có gì gặp sau? Ok, bữa khác mình gặp. Anh, tôi xin lỗi. Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng để về nhà rồi cãi nhau trước mặt người lớn. Anh không có gì để nói hết. Không có gì hả? Vậy chứ thái độ từ nãy giờ là sao? Bỏ về giữa bữa rồi còn hầm hầm nữa. Anh nói rồi, anh không được khỏe. Anh không được khỏe hay là anh ghen? Nói thật, đáng lý ra anh phải có cách cư xử rộng lượng hơn, nhưng anh không thể nào chấp nhận được những cử chỉ và hành động thân mật với nhau như vậy. Quan trọng là em với anh ta không có gì là được rồi. Hay là anh không tin em? Không có, anh tuyệt đối tin tưởng em. Từ nay về sau em sẽ hạn chế tiếp xúc với anh ta, đừng để những chuyện như vừa rồi xảy ra thêm một lần nào nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên. Em đã khỏe hẳn rồi hả? Em không sao. Mà sao bữa nay anh qua đón ba sớm vậy? Sáng nay ba có cuộc họp với cổ đông, cho nên tới sớm để chuẩn bị. Là chuyện sáp nhập với ngân hàng khác đúng không? Bác và các cổ đông đã đồng ý chuyện sáp nhập, nhưng bây giờ lại xảy ra mâu thuẫn là sáp nhập với ai. Hiện tại thì có hai ngân hàng muốn sáp nhập với lại Xuyên Á, đó là Toàn Cầu với lại Đông Dương. Nhưng thật ra thì bác không muốn sáp nhập với lại Toàn Cầu, bởi vì nếu làm như vậy Toàn Cầu sẽ xóa tên Xuyên Á,
Mà trong khi đó nếu như bác sát nhập với là Đông Dương á, thì bác vẫn còn giữ được cái tên Xuyên Á. Em thấy mình vô dụng quá, không giúp gì được cho ba hết. Em đừng có lo lắng quá, bên cạnh ba vẫn còn những người thân tín với ba, trong đó có cả anh nữa. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Anh nhớ á, theo dõi sức khỏe của ba em thật kỹ nha. Anh biết rồi. Cảm ơn anh. Cô Hương ơi, cô Hương, ông bị ngất xỉu ở trên phòng á. Hả? Ba à, con đưa ba đi bệnh viện nha. Ba không sao đâu, cứ để ba nghỉ một chút là sẽ khỏe lại thôi. Con thông báo với mọi người, cuộc họp sẽ dời lại một tiếng. Không được, ba, ba bệnh như vậy rồi còn họp hành cái gì nữa. Ba chịu được mà. Không, ba không có được đi đâu hết á. Đây là cuộc họp rất quan trọng, không thể hủy bỏ được. Cứ yên tâm, ba không sao. Ba, ba không có đi đâu hết. Hương à, hay là con sẽ họp thay ba nha. Có anh Khải đi chung với con á, con tin là con sẽ ứng phó được. Với lại ba có thể theo dõi cuộc họp qua máy tính, hoặc là ba trao đổi góp ý với con qua điện thoại cũng được mà. Nhưng mà... Dạ thưa bác, con nghĩ đây cũng là một cách hay đó. Hôm nay là một cuộc họp cổ đông rất quan trọng với tình hình sức khỏe của bác bây giờ. Nếu lỡ như mà đang họp có xảy ra chuyện gì thì con nghĩ rất bất lợi cho chúng ta đó. Dạ, ba tin con đi, con nhất định sẽ làm được mà. Con phải coi chừng Mai Hương đó. Dạ. Mọi người đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu như quý vị muốn biết tôi biết gì á thì cứ họp đi rồi sẽ biết. Thôi chúng ta bắt đầu. Họp cái gì mà họp? Chuyện cá nhân của cô á rối rắm như một đống rác. Ngoại tình bị chồng đuổi. Xin lỗi anh, đây là cuộc họp cổ đông chứ không phải là cuộc soi mối đời tư người khác. Anh hãy cẩn trọng lời nói của mình. Chào anh. Lần đầu tiên em thấy anh nói nóng với nhân viên như vậy đó. Đôi khi mình phải nghiêm khắc một chút thì cấp dưới mới có động lực để làm việc. Mà em tìm anh có chuyện gì không? Chứ không phải anh nói với em á là mọi chuyện đã dừng lại và mọi người cùng sống trong bình yên. Em nói gì vậy? Anh trai cầm từ này thử đi. Tiểu thư ngân hàng ngoại tình bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Cái tình rác rưởi đó làm gì? Em rất là quan tâm anh Khải à, anh mở cho em coi đi. Em đọc nhiêu đó là đủ rồi. Như vậy sáng nay ba em vì đọc những cái tin này mà ngất xỉu đúng không? Cô ta rất là thâm độc, anh đoán chắc là cô ta biết bác có cuộc họp sáng nay cho nên cô ta quyết định ra bài báo ngay ngày hôm nay. Ý là cô ta muốn bác không dự cuộc họp được, thì tới lúc đó Xuyên Á sát nhập với toàn cầu thì cái tên Xuyên Á vĩnh viễn bị xóa sổ. Em sẽ không để cô ta làm như vậy đâu. Chúng ta... Anh Khải à, mình quay vô họp đi anh. Không họp hành gì nữa, em đi bệnh viện liền cho anh đi. Anh Khải à. Dạ xin lỗi, đã đợi quý vị phải chờ. Bây giờ chúng ta có thể họp tiếp được rồi. Bắt đầu đi.